62 tuổi đấy bà. À, sinh năm 62 đấy. Đó. Trông trẻ vậy, thầy giáo trẻ vậy, người nhỏ trẻ vậy được. Ngày xưa vất vả lắm, không khê đa số phải ăn chay nằm mộng, cái gì học được nghề nghiệp. Đó. Dành bà vào trông mắt đấy còn trẻ lắm. Mắt kém rồi. Không. Đeo kính rồi đây. Kính thì anh muốn đi ông thì anh đi ông. Đó. Đó, 100. 5 cổ phá. 100 nghìn. 100 nghìn. Cứ sợ không. Hôm là Thanh đưa 200 đấy. Đó là anh đưa 2 tờ to anh nhá, chứ không phải 200 nữa nhá. Vậy là chứ hết tờ to thì là 200 nghìn giả ha. Khoe hết mọi người thầy giáo vào. Cái thầy đấy thầy bảo là thầy giáo thầy cho 2 tờ to ạ. Và đã 2 tờ là 200 nghìn. Hai tờ to cái tờ. Không biết là bao nhiêu xem bảo hai tờ to hay là 500 một tờ không, 200 mỗi cái 100. Và vậy à? Vậy mà thì hai tờ to vậy cũng đầy đầy rượu đấy. Cứ tạm nghĩ rượu tôi không nghĩ gì đâu thầy ạ. Đọc nghĩ về rượu chứ không ngoài ra không nghĩ. Ăn uống còn quá sao ăn được, còn thích mỗi rượu. Này nói hết bỏ rượu là không vấn đề đấy. À. Đây là tờ to đấy. 100 đấy. Vâng, bác Hồ. Vâng, 100. Bác Hồ đây. Cái ông nọ mở cái đĩa mà cánh cho xem nó thức cười đánh vần cái chữ để như à, yên hiến sắc hiến không 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 học mà à, mà chữ to đánh vần được chữ bé thì chị cò kiến phát cư và không biết học đâu, có học không mà có học đến thật thầy như tôi đấy dạy học ngày xưa đấy, cái nó khó khăn đúng không vậy, nhà lúc lên lúc hai không có điều kiện là khác không có điều kiện nữa không, không sai đó không thôi cũng đừng thầy giáo ăn say thầy giáo ăn cơm chưa say không đi được xe máy cô ơi nghe chưa giờ về quê à vừa trường ra đấy không nay đừng nghỉ ở trên ngõ học rồi. À vậy là về ở trên ngò đấy. Vâng, vừa ngồi chỗ trên loan như trời lúc. Thầy không uống thì cứ để đấy. Đúng không? Cứ đi. Cháu thì uống trà rồi. Bỏ hút không, nước ngọt không? Thích nghề vậy hút cách của thầy. Gấu với dầu với có. Bà cầu là mới vất vả gan quân. Bà cái thời bà nó khó khăn như vậy. Thời cháu là khác rồi. Không, thời này nó khó khăn đi. đừng thầy giáo quá yếu đừng đấy thầy giáo ạ bây giờ nói thật với cái chút thời bây giờ cũng có đồng tiền cũng là cũng khó kiếm ra nhưng mà con cái ăn học cũng đòi ăn mặc thầy giáo cũng vất vả